Vâng, mấy ngày hôm nay thì cửa hàng em về khá là nhiều những cái mẫu xe mà giá rẻ, nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Thì hôm nay thì em lên sóng giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai i10 được sản xuất 2016 quý vị nhé. Với động cơ máy 1.2, 1.0, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, trang bị động cơ máy 1.0 số sàn, tư nhân biển của Hải Phòng quý vị nhé. Thì tiểu sử của xe thì trước kia nó là một chiếc xe dịch vụ taxi ra, và bây giờ thì đã được ra tên tư nhân và xe thì hoàn toàn sẵn đi. Đấy, được chủ xe độ lên đèn gầm, la đăng đúc, lốp dép mới cả dàn, màn hình đầy đủ nhé. Đấy, đầm tiền tài chính chỉ có dưới 200 triệu, dưới 200 triệu đồng. Một chiếc xe rất là ok cho mọi người lựa chọn. Tổng thành ngoại thất của xe thì các bác chẳng có thể xem, sơn xi sạch đẹp sáng bóng nhé. Thì hai ngày hôm nay em về hai cái mẫu xe i10, con biển 17 kia cũng thế kìa. Con đấy thì chưa được lên la răng. Con này thì được lên la răng đầy đủ rồi này. Đấy. La răng này thì là la răng độ quý vị nhé, chứ không phải là la răng nguyên bản đâu. Đấy, bộ la răng mới tinh luôn. Đây mọi người có thể xem này. Đấy. Bộ la răng rất là mới, rất đẹp nha quý vị nhé. Đấy. Lốp này, dàn lốp mới cả dàn luôn, gầm bẹ đẹp. Đấy, tôn vỏ mỏng nhé. Đấy, với động cơ máy của nó là 1.0 thì khá tiết kiệm nhiên liệu cho cái mẫu xe i10 này. Tiêu thụ thì tầm khoảng 5 lít. Đấy. 5 đến 6 lít trên 100 cây thôi. Đấy, biển của Hải Phòng. Các bác cho bạn nhìn quan tâm đến mẫu xe này, alo trực tiếp cho em Đại Nát Ô Tô qua số điện thoại 0866010016 quý vị nhé, để sở hữu ngay cái mẫu xe Hyundai Grand i10 này. Bây giờ xin mời cho bạn cùng em vào phần nội thất của xe nhé. Đây ạ. Khi tiến sâu vào phần nội thất của xe thì anh chị bạn có thể thấy này, nội thất của xe rất là đẹp luôn. Đây quý vị có thể xem nhé. Được chủ xe trang bị bọc bộ ghế da bò. Đấy, bọc ghế da bò. Và trần cũng được bọc da trần da 3D chống nóng nhé. Đấy, vô lăng này, màn hình này. Một chiếc xe khá đẹp luôn quý vị và các bạn. Đây, sơn thì con này đã được sơn quây, sơn phùng cả xe rồi. Xe tiểu sử của nó là xe trước kia nó là xe dịch vụ taxi hoàn lương. Đấy, trước kia nó xe dịch vụ hoàn lương. Con này thì phần keo chỉ cũng như là bên cánh lái của nó thì còn zin nguyên bản quý vị nhé. Đấy, keo chỉ cánh lái là nguyên bản này, mọi người có thể xem này. Đấy. Tất cả cột kèo đinh bấm nhà máy đây. Đây. Đây, tất cả cột kèo taxi của nó cũng đều là zin nhé. Đấy. Đây, mọi người có thể xem này. Đó. Với cái tầm tiền tài chính là 189 triệu thôi. Đấy, 189 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai i10 đời 2016 này. Đấy. Nội thất rất là tươi luôn. Xe đẹp, cứng xe anh chị bạn. Một chiếc xe khá là cứng cáp anh chị bạn nhé. Keo chỉ này. Đấy, hệ thống keo chỉ của nó này. Đây. Đó. Sơn thì được sơn quây rồi sơn phồm cả xe nhé. Đấy. Đây, phần phong cốp của nó đây. Đây, mọi người có thể xem phần phong cốp để đồ nhé. Đây, cái bậc, cái bệ để đồ vẫn còn này. Đây. Cái bệ để đồ nó vẫn còn. Gầm bệ nó này. Đây, khá đẹp luôn quý vị cho bạn. Lốp dự phòng sơ cô đầy đủ hết. Đời 2016 và giá loanh quanh tầm khoảng 189 triệu. Đây. 189 triệu đồng. i10. Đây. i10 Morning mấy ngày hôm nay cửa hàng về khá là nhiều. Đây. Và cũng bán ra khá là nhiều luôn anh chị bạn. Những cái đường khe mép của cánh cửa mọi người có thể thấy này. Đấy, tất cả khe mép của nó rất là đều nhé. Rất đều luôn. Đấy, rất cân đối luôn. Đây là phần táp ly cánh cửa bên phía phụ đằng trước này. Đó, keo chỉ đây. Bác có thể xem phần keo chỉ của nó nhé. Đấy. Tất cả keo chỉ đều zin hết nhé. Từ phần đầu phần đuôi này. Rất ok phải không ạ? Một chiếc xe khá là cứng luôn chị ạ. Con này được cái là màu trắng nguyên bản, không có đổi màu nhé. Đấy, màu trắng đẹp, màu trắng đổi nguyên bản, nó không có đổi màu. Nó sơn thì được sơn quây, sơn phùng của xe rồi. Đấy, bộ la răng mới độ luôn. Đăng kiểm thì đến tháng 1. Đấy, đăng kiểm cũng sắp hết đăng kiểm rồi. Tôn vỏ rất là mỏng luôn. Đấy, đây em sẽ mở máy lên cho mọi người xem cái phần khoang máy nhé. Với phần order của nó đấy, mọi người có thể thấy là km của nó là hiển thị 9 vạn cây. 9 vạn cây nhưng mà cái order này là order tua rồi. Xe dịch vụ taxi hoàn lương thì chắc chắn là nó đã, cái km của nó đã tua lâu rồi. Đây, màn hình này. Âm thanh nhạc nhẽo đầy đủ nhé. Có cam lùi và hệ thống điều hòa. Điều hòa mát lạnh luôn. Xe thì khá là đẹp anh chị bạn. Nó là xe, tuy nó xe dịch vụ taxi hoàn lương nhưng mà khá là cứng luôn.
Đấy, khá là cứng cáp. Với trang thiết bị của nó thì nói chung nó cũng được full đồ hết rồi, như hệ thống màn hình la răng đúc, đèn gầm, nội thất ghế da đẹp, trần mọc trần nỉ, trần mọc trần da 3D rồi. Xe thì về sẵn đi thôi. Đấy, không phải dọn dẹp gì hết nữa nhé. Đây chị bạn, em quay phần máy móc cho mọi người xem. Đây ạ, và đây là phần tổng quan khoang động cơ máy của mẫu xe Kia Hyundai i10 đời 2016 quý vị nhé. Đây, mọi người có thể xem phần máy này. Máy nổ rất là êm luôn. Đấy, máy móc thì đã được làm lại rồi, bảo dưỡng mọi chi đầy đủ rồi. Đó. Đây, quý vị có thể xem nhé. Máy số thì rất là êm luôn. Đấy, máy nổ êm ngon. Máy 1.0 3 máy. Cột kéo sắt xi keo chỉ xe là zin nguyên bản. Vâng ạ, với tài chính dưới 200 triệu, giá chuẩn của cho một chiếc xe Hyundai i10 này là 189 triệu. Em bao rút hồ sơ bao vận chuyển toàn quốc. Nếu mà quý vị anh chị bạn nhà mình quan tâm đến mẫu xe này, alo trực tiếp cho em Lợi Ngắt Ô Tô qua số điện thoại là 0866010016 quý vị nhé. Để được sở hữu ngay cái mẫu xe i10 nhập của Ấn này. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Thì các bác chị bạn có thể tham khảo. Em đang cũng về một chiếc xe đời 2016 như này, cũng đẹp tương tự như này. Và con này thì được full đồ hơn. Con này có la răng đúc rồi, con kia chưa có la răng đúc nhé. Đấy, tầm tiền tài chính là 189 triệu. Quý vị anh chị bạn có thể tham khảo và alo trực tiếp cho em Lợi Ngắt qua số hotline 0866010016 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những mẫu video lần sau.